chắc chắn là cái trứng cút này không phải trong hộp ra rồi, bởi vì bên này á nhiều lắm. Cái lợi ở đây đó, tất cả những thức ăn đường phố thiệt, nhưng mà tất cả những gì nó cũng là đều là đồ tươi hết, chứ không phải là trong lon trong hộp để mà chúng ta khui ra. Đó là những cái thực phẩm tuy rằng là mang tiếng là thực phẩm đường phố, thức ăn đường phố, nhưng mà rất là ngon, rất là tươi. Xin chào mừng quý giả quý hương đến với lại Michael Hòa Phiêu Du Ký, và ngày hôm nay cùng với lại Michael Hòa đồng hành đến những quán ở tại quận 5. Xin chào. Dạ. Hôm nay quán mình ở chỗ này là có súp gì đó? Dạ. Đặc sản phải không? Quán mình là bán lâu rồi, quán súp cua ba món cá. Có xe lớn, xe nhỏ đặc biệt. Bán bao lâu? Bán lâu là bao lâu? Bán 30 năm rồi. 30 năm rồi. Wow. Sao cô? Dạ, xin chào cô. 30 năm rồi cô đứng đây cô bán như này hay là lâu hơn 30 năm? 30 năm là từ đời cô hay là từ những người đời của cô là bán 30 năm, bán ở ngoài đường kìa. Ở ngoài đường. Ờ. Xong rồi nó người ta cũng cho bán là vô tới đây, vô tới đây. Cỡ 5 năm thôi. 5 năm thôi. Nhưng mà trước đây thì ngồi ở ngoài đó. Ngồi ngoài đường nắng mưa vậy đó. Nhưng mà cái nào thú vị hơn cô? Chắc nắng mưa vui hơn hả? Nắng mưa vui hơn. Tại vì nắng mưa để cùng với lại thực khách luôn phải không? Dạ. Khách mấy chục năm vẫn kiếm á. Vẫn kiếm tới đây? Dạ. Những người khách từ xa hay là từ khu vực này không hay sao? Ở đâu cũng tới á, giống như những đứa học sinh nè, học đây rồi lớn lên có gia đình thì dắt con cháu ra đây ăn. Rồi tiếp tục. Đi xa rồi tiếp tục trở về. Dạ, rồi đi cũng đi nước ngoài, cũng về, cũng kiếm ăn. À. Dạ. Có bao giờ họ tới rồi họ tìm những cái đường đó mà không thấy rồi chứ? Không, họ tìm chứ hồi đó cái địa chỉ cũ là 245. À. Ngồi trước cửa ông tổ trưởng á. À. Tổ trưởng tốt lắm cho ngồi bao nhiêu chục năm rồi. Dạ. Cái bí quyết này đó là mình làm sao để cho nó đừng có khê, đúng không? Cái đó là cái kinh nghiệm, cái mình kinh làm nghiệm lâu tự biết à. Tự biết. À. Dạ. Dạ. Cô cho mượn cái mui này thử coi. Dạ. Dạ. Luôn luôn lúc nào cũng phải sợ mà. Là ăn thua mình mua đồ đi chợ cái đồ chất lượng á. Tươi không? Dạ, đồ tươi mà từ cái bột, từ tất cả những cái món nào cũng phải mua cái đồ xịn, đồ ngon mình nấu ra nó mới ngon. Cái miếng cua và ngay cả cái trứng cút nhìn thấy rất là ngon và hấp dẫn. Thường thì mình bán từ lúc mấy giờ cô? Dạ bán từ 6 giờ sáng. À, quên xin lỗi. Bán từ 10 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Dạ. 10 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Dạ. Rồi từ lúc mấy giờ là cô bắt đầu cô chuẩn bị buổi sáng rồi? Buổi sáng là 6 giờ thức dậy rồi. 6 giờ thức dậy. Dạ. Dạ. Chuẩn bị đồ ăn cái này phải chuẩn bị không có nấu được. Dạ. Dạ nhiều công phu lắm phải chuẩn bị. Trong 30 năm qua đó thì trong cái thời gian nào mà cô gặp khó khăn nhất trong cái lúc mà bán? Trong 30 năm qua. Nhiều lắm, gian nan lắm. Gian nan. Gian nan cô kể tí xíu cái gian nan của mình nữa. Nó có gian nan hơn là cái mùa dịch không? Hơn nữa. Hơn nữa. Mùa dịch thì ở nhà buồn, không được bán, không được ra đường. Nhưng mà ở ngoài đường mình bán thì nắng mưa vậy đó mà cũng có cái vui, có cái buồn. Yeah. Nhưng mà cũng phải... Có lẽ là vui nhiều hơn buồn rồi đấy. Tại vì bữa nay cô còn cười lại thấy vui nhiều hơn buồn rồi. Cuộc sống muôn sinh. Yeah. Bởi vì mình bán những cái thức ăn ngon để mà gửi cho thực khách là tất nhiên là mình phải vui rồi. Yeah. Tại vì khách ăn, khách ngon, khách tươi, khách cười, thấy không? Thật ra là mình vui rồi. Yeah. Cô tên gì, cô thứ mấy? Thứ năm. Cô năm. Người ta gọi là cô Lan, tại tên Lan đó. À, cô Lan. Dạ. Cô Lan bán cái này vui quá, thành ra là nghỉ. Khách ăn ngon là mình thấy vui. Thấy vui rồi. Dạ. 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 Cô Lan là gốc người Tiều hay là người người Quảng Đông? Người Quảng Đông. Dạ. Thì từ món này là từ ở bên món này thì là món Hoa. Món Hoa. Dạ. Món súp này là
bong bóng cá là nói chung là súp nhiều loại súp lắm, súp nào cô nấu cũng được. Dạ. Yeah. Nhưng mà đặc sản là cái này. Tại vì nấu quen cái món này rồi, khách ăn quen rồi. Dạ. Yeah. Bây giờ cô cho coi cái menu thử coi. Yeah. Menu thử coi. Menu. Dạ. Đây đây, ô cái này bỏ xuống nó có chìm xuống không? Để em bỏ. Dạ. Yeah. Cô Lan bán súp cua bong bóng đặc biệt, hiểu không? À, cô cho một cái chén nhỏ nhất để ăn thử, tại vì đi thử những cái thức ăn đó. Dạ. Nên nếu mà kêu cái chén lớn quá cái ăn không hết. Cô la, cô rầy à. Không sao. Phải cười, ăn xong phải cười. Rồi được rồi, mời ngồi để múc cho ăn. Rồi rồi, à, ngoài ra đó là cô bán những cái thức ăn này đó, là cô nuôi nhà mình bao nhiêu người? Nhà thì ông xã ông cũng có việc làm, con thì nó phụ, hồi xưa thì nó nhỏ nó đi học. Đây là con trai cô. Con trai có mình nó à. Có một mình thôi mà. Dạ, con gái có chồng rồi, nó ở với ba nó. À. Dạ. Cô cho chén nha. Dạ. À. Ờ, cho chén. À, sao anh? Mời em ngồi. Dạ. Đây có súp lớn, shipper súp lớn. Là mỗi ngày là anh quản trị cái điện thoại đó hả? Dạ, khách tới thì nhận đơn rồi nói cho mẹ múc. Vậy hả? Dạ. Mỗi một ngày như vậy là bao nhiêu shipper tới? Ngày tầm 15-20 đơn thôi. Ngày 15-20 đơn? Hồi trước thì nhiều, hồi trước dịch thì trên 20, trên 35. Tại sao bây giờ nó lại bớt? Đáng lẽ là bây giờ người ta lại thích hơn chứ. Bây giờ xăng cổ nó lên rồi nhiều khi khách người ta thấy xăng mắc quá sao? Người ta ngại mua ăn luôn. Ra mua ăn luôn? Okay. Cũng có. Hoặc là sau đó mình không biết. À, nói chung là ngày nó mùa dịch nó khó khăn người ta ít đặt lại. Mấy người shipper thường thường nói là xa nhất là đi bao xa tới đây? Gò Vấp có, Thủ Đức có. Từ Thủ Đức chạy vô, từ Thủ Đức là quận 9 đó hả? Dạ, Thủ Đức ở quận 9 có một cái mối ăn lâu năm quận 9 vô đây, cứ chủ nhật thứ bảy nghỉ là qua đây ăn. Qua đây ăn chứ họ không có mua đem về ngoài. Không, qua đây ăn. À, đi vô đây ăn thì có lý. Chứ nói mà đi shipper vô đây là tiền xăng không đủ chết rồi. Dạ. Ok, cảm ơn anh. Dạ, mời chú ngồi. Thú vị, một cái tô súp bông bóng cá như thế này đó, thường xuyên á, chúng ta thường thấy những cái chén súp như thế này chỉ trong những cái buổi tiệc, những cái nhà hàng khi mà chúng ta vào ăn tiệc, thí dụ tiệc cưới đi, là bắt đầu là mở cái buổi tiệc ra là ai cũng có một cái chén súp này hết. Nhưng mà đặc biệt ở đây, ở bên quận 5 đó, có cô Lan bán cái súp bong bóng cá này đã hơn 30 năm rồi. Và nếu mà chúng ta thấy đó là cô nói đây là cái món này xuất xứ từ bên Trung Hoa và bên Quảng Đông. Nhưng mà giấm tiều này đó là một loại giấm có thể nói là ăn chung với lại cái súp này, để chúng tôi xịt vào miếng giấm này coi làm sao. Mà tại sao lại có một cái giấm tiều như thế này? Tại sao không phải là cái giấm đỏ, giấm khác mà lại là giấm tiều? Ớt sa tê chút chút thôi, sợ cay lắm. Trong này đó có cua, trứng cút. Còn mình bắp thảo, nấm. Miếng cua giống như là cái càng của con cua đó. Rất là ngon. Cái thú vị là càng cua tươi á, lúc nào cũng ngon hết. Cái bí quyết đó là nấu những cái loại súp này luôn luôn lúc nào nó cũng nóng. Và cái tay chắc là quen rồi, cho nên là hơn 30 năm. Cô Lan chia sẻ lúc trước thì ngồi ngoài lề đường, nhưng mà vào bên trong nhà được 5 năm rồi, vừa tươi cười vừa chia sẻ rất là vui, là ngồi ngoài đường nó vui hơn. Cũng như chúng tôi bây giờ đang ngồi ngoài đường nè, nó vui hơn, những thú vị hơn là ngồi trong những cái quán sang buổi tiệc để mà ăn chén súp. Có lẽ đó là cái chén súp trong cái buổi tiệc trong cái nhà hàng á, chưa chắc gì
Phải nói là cái này nó ngon, nó vừa ngon cái thú vị để nghe cái tiếng xe chạy qua chạy lại, và ngồi ngoài này được, vừa có cái khung cảnh thiên nhiên, trời mới vừa mưa xong nữa mà ngồi ăn một cái chén súp như thế này nó rất là mát dạ. Bông bóng cá. Đây là một miếng còn mình bắp thảo đây, rất là nhiều cái chất dinh dưỡng. Tôi đang thưởng thức từ một muỗng súp một. Thử miếng nấm này coi ha. Càng cua tươi nấu, tất cả những vị trong này phần lớn là đã tươi hết. Chắc chắn là cái trứng cút này không phải trong hộp ra rồi, bởi vì bên này á nhiều lắm. Cái lợi ở đây đó, tất cả những thức ăn đường phố thiệt, nhưng mà tất cả những gì nó cũng là đều là đồ tươi hết, chứ không phải là trong lon trong hộp để mà chúng ta khui ra. Đó là những cái thực phẩm tuy rằng là mang tiếng là thực phẩm đường phố, thức ăn đường phố, nhưng mà nó rất là ngon, rất là tươi. Cái trứng cút tươi ăn là biết liền. Cái mùi của cái lòng đỏ bên trong nó ngấm vào. Một chén súp như vậy đó, ở bên kia chắc là chỉ có được một miếng càng thôi. Nãy giờ chúng tôi ăn 3-4 miếng càng rồi, chỉ có 30 mấy ngàn một chén như vậy. Bông bóng cá. Tôi thông cảm là tại vì ăn nếm nếm từng món từng món, không phải là bỏ đâu mà dạ. Để bụng để còn đi nếm chứ không địa. Ngon lắm, rất là ngon. Ví dụ một người nào đó đến đây vừa ăn xong cái hỏi cô Lan ơi, cô lớn tuổi rồi, cô về hưu đi, hoặc là cô bán lại cái công thức này, cô nghĩ sao? Công thức thì dễ thôi, ai cũng biết công thức hết đó, quan trọng cái người nấu á. Bây giờ con nè đi theo mấy chục năm rồi, dạy chưa đạt nữa, lao hoài à. Làm lâu tự nhiên có kinh nghiệm tự nấu được à. Nhưng mà cái công thức là một đúng rồi, nhưng mà cái kinh nghiệm cái thứ hai nữa, làm sao mà mình bao nhiêu năm rồi học kinh nghiệm học hoài không được nữa. Học hoài con nó cũng nấu cỡ 7-8 phần thôi. Vậy nữa? Cũng cỡ chừng 8 điểm thôi, chưa được 10 điểm. Nó cứ nói mẹ khó quá, nói mẹ khó thì con mới nấu được cái ngon. Dạy hoài, nhiều khi tuổi trẻ hay lo ra đó, không tập trung. Làm gì cũng phải có cái tập trung, có cái để cái tâm vô đó mình nấu nó ra nó mới ngon được. Cái tâm, dạ. Cái quan trọng nhất là tất cả những thực phẩm gì mà mình chuẩn bị cho thực khách đó là phải để cái tâm mình vô. Dạ. Để sao giống như là mình làm cho mình ăn. Dạ đúng rồi, con cháu mình ăn ở nhà ăn hoài à, mấy đứa con. Dạ. Cháu ngày nào cũng ăn, lâu lâu mẹ nghỉ ngày cái đó thèm súp quá mẹ. Thường thì ở bên nước ngoài đó, họ làm những cái súp như thế này đó thì cho những cái buổi tiệc thôi à. Dạ. Nhưng mà ở đây thì cô làm cô bán cả ngày. Mà dạ. Có ngày nào nghỉ không? Dạ cũng thỉnh thoảng, cũng những cái ngày lễ cũng có nghỉ. Có nghỉ Tết. Rồi khách họ không biết họ tới đây họ buồn sao? Thì cũng nói với khách trên mạng đó. Có trên mạng nữa. Dạ. Vậy là mai mốt là cái chương trình này nữa cô cũng chia sẻ trên mạng luôn. Thì con có đăng lên mạng nói là nghỉ ngày nào. À. À, khách thường lại đặt súp mua. Dạ. Cô nghĩ sao sau khi mà hết cái dịch mở cửa trở lại, cô cảm nghĩ như thế nào? Mở cửa trở lại thì mừng mừng chứ sao. Mừng.
Dạ, vui lắm. Vui lại, bẻ lại, được bán lại. Được bán lại. Dạ. Cô Lan bán như vậy được suốt ngày, cứ gặp hết khách này khách kia nói chuyện mà vẫn còn giữ được cái nụ cười tươi như vậy. phải tươi, phải khỏe mới nấu được súp. Dạ. Để bỏ cái tâm mình vô á. Dạ. Người con trai này nay bao nhiêu tuổi? Trai này thì hồi nó 3 tuổi em bán đó. Dạ. Bây giờ ba mấy tuổi rồi đó. Nó cũng ba mấy, nó cũng 32, 33 đó. Mà chưa đạt được. Dạ. Ăn súp nhiều lắm nhưng mà nấu chưa xong. Nó nấu được, nó nấu được. cỡ 8 điểm thôi chứ. Dạ. Chưa được 10 điểm. Chưa được 10 điểm. Dạ. Nó cố gắng lên nha. Mai mốt để mẹ nghỉ ngơi mẹ cho 10 điểm. Thì nó nấu thì mình cũng phải kiểm tra. Dạ, lại. Dạ. Chỉnh sửa lại. Nói đùa chứ cái gì nó cũng vậy, khi mà mình làm mình bỏ tâm mình vô rồi. Dạ. Mình nghĩ á, mình thấy nó thiếu sót hay là nó cái gì á, đúng không? Dạ. Chứ còn thật sự ra đó là cái nghề là một, còn cái thú nữa. Dạ. Tại vì mình phục vụ cho thực khách mà thực khách vui tươi cười ngon miệng. Dạ. Thấy không? Cô thấy có bao giờ có nhiều người khách như Michael Hòa không? Đây là Michael Hòa ngồi ăn xong cứ cười hì hì vậy đó. Dạ. Khách hầu như là 10 người hết 8-9 người ăn quay lại. Quay lại. Dạ. Dạ. Mai mốt kêu Grab nó gửi qua bên Hoa Kỳ nha. Gửi được cũng mừng. Gửi được cũng mừng. Cái thực sự ra đó, ở đây đó, tất cả dù là những cái món ăn nó đơn sơ nhưng mà ngay cả cái trứng cút cũng là tươi nè, chứ không phải trong hộp. Yeah. Như bên kia cua cũng vậy nữa nè. Yeah. Nó cũng tươi nè. Đó, nấm cũng vậy nữa nè. Đó, trong cái đó thì còn có nấm nè, có cua nè, có vi cá nè. Dạ, bong bóng cá. Bong bóng cá nè. Rồi có trứng cút nè. Dạ. Thấy không? Rồi ngoài ra là cái phần mà gia vị mà quan trọng nhất là cái tâm. Dạ. Thì mình quan trọng là mình đi chợ mình mua đồ tươi, mình làm sạch làm kỹ, nấu đúng cách là nó ngon. Đúng cách là nó ngon. Cái quán cô Lan rất là đơn sơ như thế này, mưa nắng. Cô nói là trên 30 năm nay cũng có nhiều cái khổ cực, có nhiều cái buồn lắm. Nhưng mà không có chỗ nào buồn bằng là khi mà mình không phục vụ được cho quý khách. Đúng rồi. Cho nên là cái đó là cái buồn nhất của cô Lan. Yeah. Chúc cho cô Lan luôn luôn lúc nào cũng vui tươi cười và khỏe để phục vụ cho quý khách. Dạ, cảm ơn. Dạ. Yeah.